Mỹ đúng không? Chào các bạn nhé, hôm nay chúng tôi có một cuộc hành trình, đó chính là chúng tôi khám phá đảo Hoa Lan nhé. Trong cái cung này thì gồm hai đảo là đảo Hoa Lan và đảo Khỉ. Nhưng mà chúng tôi quyết định hôm nay là đi đảo Hoa Lan, đi một đảo thôi, chơi một điểm thôi. Tại chúng tôi đang ngồi trên một chiếc tàu lớn nhé. Chiếc tàu là tàu Composite. Vịnh này là gọi là vịnh Nha Phu nhé. Một trong những vịnh đẹp của Nha Trang nhé. Chúng tôi ngồi tàu được khoảng 20 cho tới 25 phút là chúng tôi bắt đầu cập tới bến cảng. Bến cảng của đảo Hoa Lan nhé. Và rồi chúng tôi cùng lên đảo. Trước mặt chúng ta là chúng nhìn thấy một cái cung vòng tròn này. Đó, ghi là đảo Hoa Lan rất lớn. Trên này là rất nhiều khách đã tham gia. Chúng ta đang đi con đường là con đường của đảo Hoa Lan. Khu đối diện là mấy cái chòi homestay nhé, để những bạn là thích đi phượt nhé. Trong cái khu du lịch này thì có rất nhiều hoa lan này, có voi này. Bên cạnh đó là có chăn này. Họ đang chụp hình với lại voi này. Bên cạnh những chú voi xinh xắn thì có những chú chăn. Đó. Bên cạnh những chú chăn này còn những chú gấu. Rồi, bên gấu đây. Rồi, gấu. Đến giờ tầm khoảng 10 rưỡi và 11 rưỡi là có xuất xiếc nhé. Đây là những xuất xiếc bắt đầu đang diễn này. Sau khi dùng cơm với đoàn xong thì là đoàn nghỉ ngơi và vui chơi tự do nhé. Bãi biển ở đây cũng khá đẹp nhé, các bạn cố gắng tranh thủ check nhé. Tầm 2 rưỡi tới 3 giờ chiều thì các bạn báo với lại phòng vé để họ sắp xếp cano và rời khỏi cảng nhé. Cảm ơn các bạn theo dõi.